Thầy dạy lái xe sở hữu loạt clip viral gây bão mạng với viên gạch thần thánh tiết lộ cái giá phải trả tốn rất nhiều tiền. Cộng đồng mạng phát sốt và không ngừng tranh cãi với những màn đổ xe ghép ngang khó ngang lên rời của thầy dạy lái xe khúc cao thế. Kỹ năng điêu luyện và viên gạch thần thánh là đặc trưng cách ghép xe độc lạ. Nhiều clip về cách ghép ngang xe trong các tình huống khó hơn lên dời nhưng được thầy dạy lái xử lý trong tích tắc với một viên gạch trên đang lan truyền dư bão trên các nhóm dành cho người yêu xe. Các clip thu hút hàng triệu lượt xem, chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ tranh cãi. Nhiều người trầm trồ về kỹ năng đổ xe điều luyện của tài xế, tuy nhiên cũng nhiều người cho rằng đây là cách đổ xe của dân chơi, của những người nhiều tiền thích biểu diễn bởi sẽ nhanh chóng bị mòn lốp, dễ đâm va. Chủ nhân các clip độc nhất vô nhị là anh Khúc Cao Thế. Anh Khúc Cao Thế cười nói cái giá phải trả để có được clip đổ xe độc lạ như vậy, chủ yếu là tiền mua xe và đổ xe. Tốn rất nhiều. Thực ra để làm được như các video đó đòi hỏi người lái phải có rất nhiều kỹ năng và thời gian tập luyện. Anh phải tập chỗ rộng cùng các cọc nhựa. Khi nào làm chuẩn rồi mới ra biểu diễn được. Anh Khúc Cao Thế đang là giáo viên dạy lái xe tại một trung tâm ở Hà Nội. Ngoài những clip biểu diễn khó như lên rời, anh đã có rất nhiều bài hướng dẫn ghép xe ngang theo cách thông thường rất chuẩn và đẹp, rất dễ hiểu và dễ thực hiện dành cho những người lái còn non tay. Ngoài ra anh Thế còn dạy cả nâng cao, dạy drift xe biểu diễn. Anh chia sẻ để học chơi được drift thì phải là những người lái xe có kỹ năng thông thường cực kỳ tốt rồi mới có thể học được. Bạn nghĩ sao về thầy giáo có kỹ năng tuyệt vời như thế này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.